Rồi, ok, xin chào các bác. Thì đây, các bác có thể thấy này, LG V50 Poco U11. Thì sau rất là lâu, rất là mất thời gian và rất là khó khăn, khổ sở, cuối cùng cũng không mượn được ai ở trên nhóm mình cả, và cuối cùng vẫn phải nhờ đến đại ca là Antech Mobile mới tìm được mấy cái con U11 và con Poco M3 đây. Thì các bác cũng có thể biết là U11 và Poco M3 nó nổi tiếng đến cỡ nào rồi. Cũng không cần phải nói nhiều nữa, mà thật sự là ông nào mà trong đời này mà không từng sở hữu hoặc là trải nghiệm cái con U11 hoặc Poco M3 thì chắc là phí cả cuộc đời đó các bạn. Cho nên là em cũng không muốn phí cuộc đời này, phải lặn lội, phải rất là khó khăn cực khổ mới mượn được cái hai con này. Thì chắc là không phí cuộc đời được các bạn, vì cuộc đời này em đã có hai con này để trên tay rồi đây. Thì đây là người đã cho em mượn. Bác này thì em cũng mượn thường xuyên, và lần này mượn hai con này rất là vất vả luôn. Cho nên là anh em nào muốn có những cái con máy độc lạ hoặc là khó tìm thì các bác cứ liên hệ với Bantech Mobile nhé, chỗ Dũng Sky đấy. Thì đây là người mà thường xuyên cho em mượn đồ. Các bác thì cũng chắc quá quen rồi. Hồi hộp quá các bạn, chưa bao giờ mà nghĩ mà ăn bóc một con máy mà mình nghĩ là mình tự hào mà gớm ghê như này cả. Sợ quá, chắc phải từ từ, phải làm từ từ, là bình tĩnh, không nhỡ nó có thể bị xước gì đó. Đây, hết rồi, trong hộp hết rồi nhé. Đây, bỏ hộp cả lên đã. Trời ơi, bình tĩnh nào, đúng quá. Đây, trước tiên là cái con HTC U11. Đây, còn rất là mới luôn, mới tinh luôn. Không biết tại sao mới như này mà mới kinh khủng luôn. Đó, mới kinh khủng luôn. Tạm thời em để nó đây nhé, để ra ngoài đã. Rồi, trời ơi. Tiếp theo, đây là con Poco M3. Thực ra em không biết được chính xác là M3 hay không, tại vì chưa trên tay nó bao giờ mà. Đấy, chứ là biết em có con Poco này, em sẽ check nó sau. Cũng cứ bật nguồn nó lên đã nhỉ. Bật nguồn lên đã. Hết pin à? Lên rồi. Poco này. Rồi, và đây là một con LG V50. Cái con này thì mua của một bác, một bác nhờ test hộ thôi. Thì đây, đây là con V50, có một cái ốp rất là đẹp, dán cường lực rồi. Cái này thì không cần phải test, mà là em sẽ test sau, tại vì cái này là có người khác nhờ mua hộ thôi. Em tạm thời để nó đây. Nhân vật chính của hôm nay vẫn là hai cái con Poco M3 và U11. Quá kinh luôn, quá đỉnh luôn. Trời ơi, quá tự hào, hạnh phúc luôn các bạn. Chắc chắn là cái con này thì em sẽ để dùng để so sánh camera là chính thôi. Còn việc so sánh hiệu năng rồi các thứ thì có thể là từ từ. Có gì thế này, Vật Vờ Studio luôn. Hình như cái con này là có xuất thân từ Vật Vờ rồi. Mình cũng không nghĩ là sẽ được. Cái gì đây? Có mật khẩu à? Thôi, chết rồi. Cái này thì có mật khẩu các bạn. Chắc phải liên hệ với Vinh Vật Vờ để mà có lại cái mật khẩu này quá. Còn con này thì không có mật khẩu. Ok. Thì đây là con U11. Thì cho các bác xem cái thiết kế con này một chút. Đây, các bác có thể thấy này. Cái mặt lưng nó rất là bóng và có vẻ có đổi màu khi mà nghiêng cái góc nghiêng đi. Rồi, cái này thì cũng không quan tâm đâu. Nhưng mà em thấy này,
nó rất là mới, các bác có thể nhìn này, cạnh phía trái này chưa xước một tí nào luôn, cạnh phía phải này đấy cũng gần như chưa xước một tí nào luôn, cái cổng sạc này này cũng gần như chưa xước luôn đấy, không xước một lô tí nào luôn đấy. Còn đây là cái cạnh phải, cái phải thì có xước xíu 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 ở chỗ này một chút thôi. Đây cái nút nguồn này, nút nguồn đây, cái gì đấy, thôi nút nguồn này, tăng giảm lượng này, trên cái sim và có một lỗ mic nữa. Đây con UI 1 thì chỉ có một camera thôi nhé các bác, đèn flash kép. Cái thiết kế thì nó hoàn toàn là cái dạng 16:9 tuổi xưa luôn. Nút nguồn là nút cảm ứng lực như kiểu của bọn iPhone ấy, chứ không phải là nút vật lý bình thường nhé. Rồi cắm trước này, loa thoại này, hai cạnh các bác có thể thấy này, chờ xíu đấy, các bác có thể thấy này, hai cái cạnh của nó sao tối đấy nhỉ. Sao tự nhiên cái camera mình là tối thế nhỉ? Chắc là do cái... Đây các bác có thể thấy này, hai cái cạnh viền của nó rất là dày luôn. Cạnh trên ngắn hơn một chút xíu, cạnh dưới dày hơn. Thì hai cạnh bên rất là dày và cái cạnh viền cũng rất là dày luôn. Về đánh giá về cái thiết kế thì em thấy nó cũng chả có gì để mà nói nó nổi bật cả. Nói chung là thiết kế ổn, các góc cạnh khít, nói chung là khá là khít cái kiểu của Samsung ấy. Em thấy là cái thiết kế của nó ấy, nó có thể là ngon hơn của LG đấy. Tại vì LG nhà mình vẫn nổi tiếng là thiết kế nó hơi bị củ chuối tí. Đó. Thì đây em chỉ so sánh về ngoại hình thôi. Chắc chắn em phải sử dụng con này một thời gian đã, mấy ngày đã, để xem là nó như thế nào thì mới có thể đánh giá được độ mượt được các thứ của nó chứ. Bây giờ mới cầm trên tay thì chưa biết được. Đấy. Còn cái con Poco M3 này ấy, thì em hiện tại em chưa mở khóa được nó, cho nên là tí nữa phải liên lạc với Vinh Vật Vở để mà bảo hắn mở khóa cho em. Nhưng mà thiết kế của con này cũng khá ổn các bạn, mặt lưng bằng kiểu như là nhựa giả da ấy. Này các bạn thấy đấy này. Đó cái cụm camera này các bác có thể liên tưởng đến cái con Nokia 808, nó khá là giống, có một cái bảng ở sau này khá là nhiều. Thực sự là em thấy là đẹp hay xấu thì tùy các bác thôi, nhưng mà em thấy nó hơi bị rườm rà, không đẹp cho lắm. Chỉ cần một cái cụm ở đây là được rồi, không cần thiết phải có cái báng to đùng như thế này nữa. Đó, đấy là cái cảm nhận của riêng em thôi nhé. Còn con này cũng rất là mới luôn. Chắc công mấy ông Vinh Vật Vờ này làm xong nó được vứt một xó thôi, tại vì con này nó cũng khá cũ rồi mà. Cạnh dưới đây cũng chưa xước một tí nào luôn. Cạnh phải đây có tăng giảm lượng, nút nguồn, kim vân tay giống y của Sony. Nút trên này hình như con này nó có thêm hồng ngoại này các bác, không biết có vẻ đúng không, em không đọc thông tin của con này nhưng hình như có hồng ngoại và có thêm một cái loa đây nữa thì phải, có jack 3.5 luôn. Con UI11 này không có 3.5 nha các bác, UI1 không có 3.5. Cho nên là UI1 này nếu mà so sánh nghe camera về tai nghe thì không có gì để so sánh nữa, tại vì nó không có jack 3.5 thì không so sánh được. Rồi, cái này có 3.5. Đây là cạnh phải, có một cái khay sim ở đây. Đó, khay sim đây. Thì cái con Poco M3 này này, các bác có thể thấy thiết kế của nó này. Nó không làm liên lạc mấy đâu. Giữa cái phần khung này, khung này thì em thấy như kiểu nó gần như bằng nhựa nhưng mà em thấy bằng kim loại, thì coi như bằng kim loại đi, thì tiếp đến cái phần đấy nó là cái một cái giải, đây là các bác, một cái giải nhựa, sau đó thì mới lên cái phần màn hình. Cái giải nhựa này thấy nó không được đẹp cho lắm rồi. Thôi cái đấy thì em không đánh giá nữa, em sẽ sử dụng hai con này mấy ngày và đánh giá cái camera nó là chủ yếu thôi. Thì cái con Poco này nó có 3 camera này, các bác có thể thấy này, 3 camera. Còn U11 nó chỉ có 1 thôi. Và em sẽ đánh giá nó so sánh với cái con LG V50 em đang dùng đấy nhá. Đó. Thì chắc chắn là nhiều bác đang rất quan tâm đến cái con U11 đại đế này, phải gọi nó là đại đế cho nó nguy hiểm. Đó, và con Poco King
À quên, Poco King. Poco King M3. Rồi, ok các bác. Đây. Đỉnh của chóp đây. Đó, các bác muốn em làm gì với nó thì comment bên dưới nhé. Hiện tại thì cho các bác xem cái ngoại hình của nó thôi. Rồi, ok. Hẹn gặp các bác ở clip sắp tới. Ok, chào các bác.